xin chào các bạn à, để mở đầu video ngày hôm nay thì có một cái câu hỏi mà thường thường hay nhận được từ các bạn lúc mà giá cả tăng mạnh này thì những câu hỏi này lại càng ngày càng nhiều hơn đó chính là những câu hỏi mà liên quan đến là anh thương ơi bây giờ đã đến lúc mua bitcoin hay là chưa đã đến lúc mua ethereum hay là chưa bitcoin có lên nữa hay là không hay là xrp có tiếp tục tăng hay là không thì những câu hỏi này là thuận nhận được rất là nhiều hàng ngày và thường cũng cảm ơn như bạn nào mà để lại câu hỏi và cũng đã tin tưởng mà đã hỏi Thuận những câu hỏi này nhưng mà các bạn cũng đang thấy là thuận không có trả lời lại lý do tại sao thì trước những cái video các bạn thấy là phần đầu những cái video thuận thường, thường hay nói một câu là tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư thì câu nói này không phải là chị nói xu miệng mà nói cho vui và đây là không phải là một cái thói quen mà thường thường hay thích nói mà câu nói này có ý nghĩa đó chính là ở trên YouTube thuận chỉ là một người đưa ra thông tin thuận không có đưa ra lời khuyên đầu tư và thuận không phải là một người tư vấn đầu tư trên YouTube cũng như là các bạn không phải là một cái khách hàng của thuận capital cho nên các bạn thấy được là tất cả những cái chi tiết những cái thông tin mà thuận chia sẻ chỉ là mục đích thông tin thuận cũng giống như là các bạn chỉ là một người mà đam mê thị trường crypto đam mê thị trường tài chính và thuận lập việc trong thị trường tài chính và đam mê đầu tư à, cho nên thuận bỏ ra nhiều công sức để mà tìm hiểu và theo sát nhiều thị trường và trong cái à, quãng đường mình thuận đầu tư này thì thuận muốn chia sẻ những gì mình thuận biết với các bạn đây chính là mục đích à, của cái channel youtube này các bạn có thể lên trên thuận capital youtube các bạn tìm thấy một cái video, thuận nhớ là làm một cái video riêng về à, theo dõi thuận capital cần biết thì các bạn thấy được là các bạn sẽ có một cái video để thường cho các bạn thấy video số mấy Để các bạn nào mà mới tham gia vào channel Youtube này sẽ biết hơn về vấn đề này Đó chính là cái video 537 giải thích rõ hơn về cái chương trình Youtube này quan trọng như thế nào Và bản thân Thuận thì cũng không biết được ở đấy đâu định tới đâu Cho nên các bạn cũng đã biết là thường thường hay chia sẻ là chiến lược lâu dài của Thuận vẫn là trung bình giá cho nên Đương nhiên thường không biết được là giá BTC hay là Ethereum ngày mai sẽ tăng hay là xuống Tại vì nếu biết thì có thể thường không cần phải ngồi đây để làm video để mà chia sẻ với các bạn nữa Thì bây giờ chúng ta hãy nói tới một số những cái thông tin ngày hôm nay Và chúng ta sẽ xoay quanh một đồng đó chính là Ethereum Đây là trọng tâm của rất nhiều bài viết trong ngày hôm nay, ngày hôm qua cũng như tuần trước và tuần trước nữa Các bạn thấy được là khi mà DeFi bùng nổ thì Ethereum lại trở thành một cái trọng tâm và trong cái thời kỳ mà các bạn thấy là thị trường toàn màu xanh này thì các bạn cần phải có một cái thận trọng. Tại vì có một câu nói đó chính là khi mà thủy triều dâng lên thì tất cả thuyền đều được dâng lên. Khi mà sóng biển im lặng thì thủy thủ thuyền nào cũng là thủy thủ tốt. Cho nên các bạn thấy được là khi mà tất cả thị trường đều màu, màu xanh Thì các bạn chọn đồng nào thì cơ hội thắng các bạn cũng rất là cao Cho nên khi mà tình hình trong thời điểm bây giờ các bạn cần phải cẩn thận Để mà suy nghĩ coi là các bạn có nên đầu tư vào một đồng nào hay là không Nhưng mà chúng ta sẽ không nói về những đồng khác ngày hôm nay mà chúng ta sẽ xoay quanh e vào đồng Ethereum Thì có một trang web có thể là các bạn cũng đã từng xem qua đó chính là trang web All Time High Coin Index Các bạn vào Google các bạn bấm cái từ ATH Coin Index như là các bạn nhìn thấy trên màn hình thì các bạn sẽ tìm thấy một trang web đó chính là All Time High Coin Index thì trong web này dùng để làm gì thì nhiều bạn chắc cũng đã biết nhưng mà nào mà thường xuyên thì ở channel này cũng đã thấy thường sử dụng trang web này rất là nhiều lần thì các bạn lên trên trang web này thì cái trang uh, homepage các bạn nhìn thấy cũng rất là bình thường cũng nhìn cũng giống như là trang web không market cap không gì đặc biệt nhưng mà các bạn bấm vào cái chữ view này các bạn chọn all time high thì các bạn sẽ thấy được là đây là cái thông tin cho các bạn thấy là cái giá hiện tại của một đồng với giá cao nhất khoảng cách còn là bao nhiêu thì để thân cho các bạn một cái ví dụ chúng ta lấy Bitcoin đi Bitcoin bây giờ thì các bạn thấy là giá là khoảng 11.884 cái giá cao nhất từ trước cho tới bây giờ là 19.665 có nghĩa là cái giá bây giờ lên đến cái giá đỉnh là cách nhau chỉ có 39,5 phần trăm có nghĩa là không tới 40 phần trăm chúng ta nhìn vào đồng Ethereum các bạn thấy là một câu chuyện khác biệt Ethereum thì giá hiện tại chỉ có 472 đang trên con đường trở về 500 đô nhưng mà cái giá cao nhất của Ethereum là 1.448 nghĩa là cái giá bây giờ lên tới cái giá cao nhất là khoảng cách là 67,35% từ giá cao nhất tới cái giá bây giờ nhưng mà nếu như các bạn tính theo là phải nhân bao nhiêu mới trở lại đỉnh cũ của Ethereum thì các bạn thấy được là khi chúng ta lấy cái máy tính ra thì các bạn thấy là 1448 chia cho cái giá hiện tại là 472 có nghĩa là Ethereum phải tăng lên gấp 3 mới chạy đỉnh cũ trong khi mà Bitcoin các bạn thấy được là 19.665 chia cho 11.884 thì cái giá của Bitcoin hiện tại nếu như chạy đỉnh cũ thì các bạn thấy là chỉ tăng lên khoảng chừng là 65% mà thôi Trong khi mà Ethereum tăng lên gấp 3 lần nghĩa là 300% Thì đối với Thuận thường đã chia sẻ trong rất nhiều những cái video đó chính là Thuận tin tưởng là Ethereum còn rất là rẻ và thật ra những bài nào mà thường hay hỏi Thuận là Thuận nghĩ sao về Ethereum nhưng bài nào mà lên trên cái YouTube của Thuận Capital thì các bạn có thể tìm kiếm cái từ à, Ethereum các bạn sẽ thấy được là Thượng làm rất là nhiều những cái video liên quan tới Ethereum những bài nào thường hay theo dõi thì chắc cũng đã biết cái lòng tin của Thuận về Ethereum là như thế nào à, Bắt đầu từ nhiều năm Các bạn thấy là cái video Hình như là cái video đầu tiên hết Thuận làm đó chính là liên quan tới đồng Ethereum Và trong vòng bao nhiêu năm qua Thuận làm rất nhiều video liên quan tới Ethereum Và cũng đã chia sẻ rất là nhiều Nhất là thời gian gần đây Thuận làm một cái series 3 phần Ethereum phần 1 phần 2 và phần 3 nói tới cái tương lai của Ethereum và lòng tin của thuận cho nên đây là một cái đồng mà thuận rất là tin tưởng cũng như là thuận thường hay chia sẻ với các bạn cái phân phối đầu tư của thuận những cái đồng như thế nào những năm nào thuận năng lưu trữ thì ngoại bịch Bitcoin ra Ethereum là đồng đứng hạng thứ nhì thì đối với thuận giá Ethereum bây giờ đối với riêng bản thân thuận thì vẫn còn rất là rẻ cho nên thuận vẫn tiếp tục chung mình giá Ethereum và Ethereum trở về cái mức 1448 chỉ là sớm hay là muộn thôi tại vì các bạn thấy được là trên mạng lưới của ethereum đang rất là sôi động defi có thể là chỉ là một cái phong trào thường phải chờ coi coi là tình hình defi như thế nào có lặn xuống hay là không nhưng mà cho mình thấy được là ethereum không tính defi trở về cái tay khoảng chừng là vài tháng thì lúc đó các bạn sẽ thấy được là Ethereum vẫn có rất là nhiều những cái thông tin tốt được đưa ra cũng như là nhiều người mong đợi Ethereum 2.0. Ethereum 2.0 sẽ cho mạng lưới của Ethereum có được cái chức năng là staking. Các bạn cũng đã thấy là khi mà Cardano triển khai staking thì giá của Cardano đồng ID đã tăng như thế nào. Các bạn cứ nghĩ đi, Ethereum là một đồng mà có cộng đồng lớn hơn thì giá của Ethereum khi mà chúng ta nhận được những cái thông tin liên quan tới Ethereum 2.0 thì sẽ ra sao Nhưng mà bây giờ chúng ta hãy nói tới một cái đề tài khác liên quan tới Ethereum Sau đó chúng ta sẽ nói tới à, những cái cảm nghĩ của và Buterin có nghĩa là người đồng sáng lập về đồng Ethereum về cái phong trào DeFi hiện tại là như thế nào Một những điều mình thường muốn chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan tới cái phí của Ethereum có thể là các bạn thấy được rất là nhiều những cái bài viết ngày hôm nay liên quan tới phí Ethereum đã quá cao phía team này đạt được cây đỉnh cao mới và các bạn thấy được là Classno đưa ra một cái thuyết ngày hôm qua hồi trưa ngày hôm qua nói là những cái thợ đào trên mạng lưới của Ethereum đã có thể nhận được cái phí giao dịch lên tới 500.000 đô la trong vòng chỉ có một tiếng đồng hồ Nghĩa là sao? Có nghĩa là quá nhiều người sử dụng mạng lưới của Ethereum khiến cho cái phí gas, cái phí mà di chuyển Ethereum lại tăng lên rất là cao và một những lý do đó chính là liên quan tới có quá nhiều những cái ứng dụng DeFi mà người ta sử dụng cho mạng lưới của Ethereum. Có nghĩa là mạng lưới của Ethereum đang được sử dụng rất là nhiều. Và các bạn thấy được là cái phí này 500.000 đô la trong một tiếng đồng hồ mà được nói tới về Classno là bây giờ được trả cho những cái thợ đào. Nhưng mà sau này khi mà Ethereum Trở thành một mạng lưới proof stake thì đương nhiên là không còn thợ đạo nữa thì lúc đó cái phí giao dịch sẽ được gửi đến cho những người nào mà staking trên mạng lưới của Ethereum và thường không nghĩ là cái phí sau này sẽ cao đến như vậy nhưng mà các bạn thấy được trong thời điểm hiện tại thì phí rất là cao một trong cái lý do tại sao mà phí cao thì cũng như là thường mới vừa chia sẻ với các bạn là tại vì cái nhu cầu sử dụng Ethereum quá cao và thêm vào đó nữa là mạng lưới của Ethereum thì nhiều bạn cũng đã biết là cũng rất là chậm Bây giờ chỉ có là có thể xử lý được cái số lượng là 15 giao dịch trong vòng một giây Thì mà thấy được là cái phí cao mạng lưới lại chậm Nhưng mà mặc dù những cái vấn đề này được xảy ra mạng lưới của Ethereum vẫn đang được rất là ưa chuộng Và các bạn thấy được là chứng minh là chúng ta thấy được là cái số lượng người mà sử dụng cái sàn Uniswap Nghĩa là cái sàn phi tập trung trên mạng lưới của Ethereum đã còn nhiều hơn là người ta sử dụng sàn Coinbase Pro khi mà tính tới cái daily volume nghĩa là khối giao dịch trên một ngày. Đây là cái thông tin được chia sẻ ngày hôm qua thường đã đăng ở trên những cái mạng xã hội cũng như là trên trang web thuận được com cho các bạn thấy được cái nhu cầu của người tiêu dùng cho item là rất là cao. Và các bạn thấy là mặc dù là mạng lưới của Ethereum đang chậm, mặc dù là cái phí rất là cao nhưng mà cái nhu cầu sử dụng càng ngày lại càng tăng lên. Các bạn thấy là khi nó tới những cái ứng dụng DeFi thì chúng ta thấy là ứng dụng DeFi là toàn bộ bây giờ nằm trên mạng lưới của Ethereum. Các bạn thấy được là những cái ứng dụng DeFi lớn Uniswap trên mạng lưới của Ethereum, Maker trên mạng lưới của Ethereum, Aave trên mạng lưới của Ethereum, Curve Finance trên mạng lưới của Ethereum. Uh, synthetic trên mạng lưới của Ethereum vân vân và vân vân các bạn thấy là toàn bộ là trên mạng lưới của Ethereum cũng như là các bạn lên trên uh, com để các bạn tìm thấy được những ứng dụng phi tập trung thì các bạn thấy được là tính theo cái volume giao dịch trong vòng 30 ngày qua thì các bạn thấy là đầu tiên chúng ta không tính tới đầu tiên đây là ứng dụng của đồng tròn nhưng mà đây là một cái quảng cáo quan hệ đây là một cái ad cho nên quảng cáo không tính chúng ta sẽ tính bắt đầu từ đứng hàng thứ nhất Uniswap version 2 các bạn thấy được là đứng hàng thứ nhất trên mạng lưới của Ethereum kế tiếp các bạn thấy được là Curve Finance trên mạng lưới của Ethereum Aave mạng lưới của Ethereum Compound trên mạng lưới của Ethereum 1 Inch trên mạng lưới của Ethereum và vân 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 các bạn thấy được là phần lớn những cái ứng dụng bây giờ là trên mạng lưới của Ethereum lý do tại sao mà các bạn thấy là mọi người vẫn tiếp tục sử dụng mạng lưới của Ethereum mặc dù là mạng lưới này có cái phí rất là mắc cũng như là rất là chậm là tại vì các bạn thấy là Ethereum là nền tảng đầu tiên và có cộng đồng rất là lớn cũng như là có một hệ sinh thái dụng phi tập trung rất là lớn khiến cho là nhiều người thích sử dụng mạng lưới của Ethereum để họ có thể là kết hợp với những cái ứng dụng phi tập trung khác trên mạng lưới của Ethereum đây là một cái hiệu ứng gọi là cái hiệu ứng mạng khi mà các bạn có hiệu ứng mạng cao thì cái mạng lưới sẽ có giá trị và mọi người bây giờ đang trông chờ là Ethereum chuyển qua Ethereum 2.0. Và rất rõ ràng khi mà các bạn nghe người ta nói tới một cái nền tảng mới nào đó sẽ nhanh hơn Ethereum sẽ gì đó gì đó nhưng mà các bạn thấy được là cuối cùng bằng chứng là các bạn thấy là thời điểm hiện tại cái phí cao như vậy, mạng lưới chậm như vậy mà mọi người vẫn lựa chọn Ethereum là cái lựa chọn hàng đầu cho ứng dụng DeFi cũng như là những cái ứng dụng phi tập trung. Đây là cái mạng lưới mà có nhiều những cái dung tập trung mà có khối điện dịch cao ở thời điểm hiện tại và khi mà mỗi một lần mà chúng ta thấy cái phí lên cao thì lại có nhiều người nói tới một cái đề xuất EIP của Ethereum đó chính là đề xuất 1559 thì những mà nào mà không rành thì những cái đề xuất này là như thế nào đề xuất này là khi mà các bạn thấy là trong cộng đồng mà develop Ethereum nghĩa là cộng đồng mà phát triển Ethereum thì đương nhiên sẽ có những người đưa ra những cái ý kiến và những cái đề xuất thì những cái ý kiến đó sẽ thành những cái đề xuất và những đề xuất đó là họ sẽ ghi trong đó là sẽ thay đổi như thế nào trong mạng lưới của Ethereum và mọi người bỏ phiếu coi coi là mọi người có đồng lòng để mà phát triển đề xuất đó hay là không ở một trong cái đề xuất mà chúng ta cũng đã từng nói tới đó chính là đề xuất 1559 đây là cái đề xuất liên quan tới phí của Ethereum và đề xuất này thì muốn chia cái phí Ethereum ra thành hai phần phần đầu tiên gọi là base layer base layer chúng ta có thể gọi một cách nôm na đó chính là một cái phí căn bản trên mạng mạng lưới của Ethereum cái phí căn bản này là không giống như là bây giờ, các bạn thấy là bây giờ thì khi mà mạng lưới bị tắc nghẽn thì người ta muốn đồng Ethereum di chuyển nhanh thì cứ việc để cái phí gas cao hơn là sẽ được di chuyển trong cái lốc kế tiếp nếu như mà đủ cao. Nhưng mà việc này sẽ khiến cho mọi người cùng nhau để mà đấu giá cái phí gas lên khiến cho mạng lưới của Ethereum rất là mắc khi mà mạng lưới mà bị tắc nghẽn. Cho nên đề xuất này nói là sẽ chia phí Ethereum gas thành hai, một cái gọi là base fee base fee là cái phí căn bản. Như thùng mới vừa chia sẻ thì cái phí căn bản này sẽ tự động di chuyển. Nếu như mạng lưới mà chậm thì cái phí căn bản này sẽ tăng lên. Và ngược lại nếu mạng lưới mà à, không có còn tắc nghẽn nữa thì cái phí căn bản này sẽ điều chỉnh xuống. Và đặc biệt là cái phí căn bản này sau khi mà được điều chỉnh lên xuống mà người ta trả cái phí này thì cái phí này đương nhiên trả bằng đồng Ethereum tại vì cái phí gas sẽ tính bằng đồng Ethereum thì sau khi mà trả cái phí này thì mạng lưới sẽ đốt cái số lượng Ethereum ra có nghĩa là cái phí base fee này sẽ không còn nữa có nghĩa là khi mà các bạn sử dụng Ethereum thì cái phí base fee này sẽ bị đốt đi có nghĩa là một phần Ethereum sẽ bị mất đi mỗi lần mà các bạn giao dịch đây cũng là một trong những điều để mà làm giảm đi cái số lượng Ethereum ra đời và thứ nhì nữa là các bạn thấy là ngoại trừ cái phí căn bản này sẽ còn một cái phí gọi là cái phí gas premium có nghĩa là cái phí phụ thêm. Các bạn thấy được nếu như mình đốt hết những cái phí giao dịch thì những thời đào hay là sau này những người staking thì họ lấy gì để mà ăn. Các bạn thấy là đương nhiên sẽ có một phần để mà đưa cho những cái thợ đào hay là đưa cho những người mà staking. đó chính là gas premium có nghĩa là đây là cái phần mà trả thêm nếu như mà các bạn muốn cái à, giao dịch của bạn có thể là đi nhanh hơn thì các bạn có thể trả hơn một phần để có thể được giải quyết nhanh hơn đương nhiên khác với là bây giờ các bạn thấy là bây giờ không có cái phí khí căn bản cho nên khi mà mạng lưới tắc nghẽn thì mà nay nấy tự đấu giá cái phí lên nhưng mà sau này khi mà có một cái phí căn bản thì cái viết căn bản này sẽ tự động điều chỉnh lên hay là xuống Để cho đảm bảo là mạng lưới có thể được tiếp tục, được giải quyết Trong một cách mà không có khiến cho mạng lưới cho phí quá cao như là thời điểm bây giờ Đây chính là một cái đề xuất mà mỗi lần mà cái phí tăng cao Thì mọi người đều nói tới, đây chính là đề xuất 1559 Thì đề xuất này nhiều người rất là thích Tại vì sao? Tại vì đề xuất này nếu như mà được áp dụng thì mỗi lần giao dịch một phần của Ethereum sẽ bị đốt đi, có nghĩa là một phần của Ethereum sẽ bị mất đi, khiến cho cái số lượng Ethereum có trên thị trường sẽ giảm đi một phần. Và thì tôi nghĩ là câu hỏi của bạn bây giờ là khi nào thì chúng ta mới áp dụng cái đề xuất 1559 này. Câu trả lời thì không có biết. Cho đến ngày hôm nay thì nhiều người nói là nhanh nhất là từ 6 tới 12 tháng chúng ta mới thấy cái đề xuất này được áp dụng hay là được nói tới. Các bạn thấy là đề xuất này thường đã nói tới cái thì là gần như là hơn một năm rưỡi vẫn không có tiến triển gì. Cho nên thường cũng không có nhiều hy vọng nhưng mà mỗi một lần mà chúng ta trong cái trường hợp mà cái phí lại cao như vậy thì mọi người lại nói tới đề xuất ERP 1559 cho nên thùng muốn uh, chia sẻ về vấn đề này với các bạn. Và một cái thông tin mà rất là nổi ngày hôm nay đó chính là thông tin liên quan tới bà Thaler nghĩ gì về thị trường DeFi hiện tại, thị trường ứng dụng tài chính phi tập trung hiện tại. Thì các bạn thấy được là có rất nhiều bài viết để nói về những gì mà được nói bởi bà Thaler ngày hôm nay. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ về cái góc nhìn cho thuận các bạn thấy được đây là một trong những cái điều mà bà Thaler cái người mà đồng sáng lập ra Ethereum chia sẻ ở trên Twitter và các bạn cũng đã biết thường mới vừa chia sẻ là các bạn thấy là tất cả những ứng dụng DeFi bây giờ nằm trên mạng lưới của Ethereum có nghĩa là Ethereum đang rất là nổi và trong thời điểm này có thể là các bạn nghĩ là Vitalik sẽ rất là vui tại vì mạng lưới Ethereum gần như đã chiếm lĩnh cả thị trường DeFi và không chỉ là DeFi mà các bạn thấy là Ethereum là một cái nền tảng mà hầu như bây giờ là vẫn chưa có một đối thủ nào có thể cạnh tranh nổi ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà Vitalik lại chia sẻ trên Twitter là để thường tóm tắt lại cái thuyết của Vitalik thật ra là có ba cái thuyết tổng cộng thì Vitalik nói là thị trường crypto này thì mọi người đều nói là cục diễn bang của Hoa Kỳ thì in tiền liên tục và đây là cái lý do tại sao mà các bạn nên tham gia vào những crypto nên tham gia vào Bitcoin tại vì tiền đô la bị in ra liên tục bởi cục dự liên bang của Hoa Kỳ bởi Fed nhưng mà nhìn vào cái tình hình của thị trường DeFi hiện tại thì bà nói là có khác gì để lại Fed hay là không thậm chí là còn hơn cả cái cách in tiền của Fed nữa tại vì những cái ứng dụng tài chính phi tập trung họ phải in ra những cái đồng của họ liên tục để mà trả cho những người mà tham gia vào mạng lưới cái bạn cũng đã biết là khi chúng ta nói tới you uh, yield farming nghĩa là các bạn đào những cái lợi nhuận ở trên mạng lưới của DeFi thì cái cách nói đơn giản là các bạn đưa tiền vào cho một hệ thống các bạn có thể là đưa vào tùy theo các bạn sử dụng là cái ứng dụng nào các bạn có thể là đưa vào bằng những cái đồng ổn định như là đồng tether dùng USDC hay là thậm chí nhiều hệ thống như là Compound cho các bạn đưa vào những đồng như là BAT chẳng hạn có rất nhiều đồng có thể đưa vào trong những cái mạng lưới của DeFi và các bạn đưa vào đó để làm gì để cho tăng cái tính thanh khoản của cái ứng dụng đó lên và khi các bạn tham gia vào ứng dụng đó để mà tăng cái tính thanh khoản thì cái ứng dụng đó ứng dụng DeFi đó sẽ thưởng cho các bạn bằng cách là họ sẽ cho các bạn những cái đồng trên mạng lưới của ứng dụng đó à, hay các bạn thấy được là những đồng như chúng ta nói tới là Yen Finance chẳng hạn đồng WiFi mình thường đã chia sẻ trong cái video mà thường đăng hồi sáng này nhưng mà nào mà chưa xem thì hãy dành thời gian để mà xem tại vì có rất nhiều bạn hỏi thuận về cái tình hình liên quan tới đồng wifi này thường đã chia sẻ cách đây 5 tiếng đồng hồ thì chúng ta trở lại nói về những cái thuyết của Vitalik Buterin thì Vitalik nói là những cái ứng dụng này thì cứ in ra những cái đồng liên tục còn in ra còn nhiều hơn là các bạn thấy là cục chiến bang của Hoa Kỳ in tiền để mà có thể tiếp tục cung cấp cái số lượng lợi nhuận 50 cho đến 100% mỗi một năm cho những người mà tham gia vào yield farming thì các bạn thấy được là phong giàu yield farming này nhìn vào so sánh với là những cái ngân hàng trung ương thì giống như là những ngân hàng trung ương bây giờ là đang được điều khiển bởi Ron Paul thì nếu mà nào mà không có rành thì Ron Paul là một trong những chính trị gia ở Hoa Kỳ và là một người mà thường hay chỉ trích cục chiến bạc của Hoa Kỳ về việc in tiền mà ý của bà thật nói đây có nghĩa là những cái dùng defi in nhiều đến nỗi mà những cái ngân hàng trung ương bây giờ là giống như là đang được điều khiển bởi ron paul một người mà không thích in tiền đang điều khiển ngân hàng trung ương so sánh với lại những gì đang xảy ra trong thị trường defi hiện tại thì đối với cái cách nhìn của bà Tha được Buterin thì sẽ có một ngày nào đó thì dừng defi sang ngủ đi và nhiều người mà nắm giữ những cái đồng defi này sẽ có thể là giờ khóc giở cười khi mà giá cả sập xuống đây là cách nghĩ của Vitalik Buterin và đối với Vitalik Buterin thì Vitalik nói là không có muốn tham gia vào hay là tới gần những cái ứng dụng DeFi. Thì các bạn thấy đây không phải là lần đầu tiên Vitalik nói những cái điều này. Trước đây cũng nói một cái điều tương tự khi mà ICO bùng nổ. Các bạn thấy là thực chủ yếu là muốn nói là cái thị trường DeFi bây giờ là một cái thị trường tạm thời. Một ngày nào đó thì những cái ứng dụng DeFi này cũng sẽ tiếp tục hoạt động nhưng mà không biết là có phải là những cái ứng dụng DeFi hiện tại hay là không nhưng mà sẽ có những cái ứng dụng DeFi hoạt động nhưng mà lúc đó thì các bạn thấy là cái phần thưởng nó sẽ trở về bình thường hơn và tôi nghĩ là Vitalik Buterin muốn nói là thị trường DeFi bây giờ là một bong bóng cũng tương tự trước đây các bạn thấy là năm 2017 thì Vitalik Buterin cũng đã đưa ra những cái lời phát biểu tương tự khi mà ICO đang hot đây là bài viết ở trên Medium vào tháng 10 năm 2017 và thực nói là có rất nhiều những cái dự án sẽ thất bại và mọi người sẽ mất rất nhiều tiền nhưng mà các bạn thấy được là từ tháng 10 cho đến khoảng chừng là tháng 3 năm 2018 thì thời gian đó cũng có rất nhiều và rất nhiều những cái dự án ICO được ra đời và những cái dự án đó cũng kiếm được rất nhiều tiền cho những người nào mà chấp nhận nguy hiểm cao nhưng mà cuối cùng thì cũng như là bà thật vui đã nói là nhiều dự án ICO đã thất bại và những nhà đầu tư đã mất rất là nhiều tiền. Nhưng mà nào mà tham gia ICO thời điểm năm 2017 năm 2018 của đã biết là nếu các bạn đầu tư vào một dự án ICO nào mà cái dự án đó không được lên sàn thì các bạn có muốn bán cũng không ai mua lại đồng đó cho các bạn. Thì trở lại với lại cái bài đăng của bà thời Buterin ở trên Twitter tôi nghĩ là vào thời cũng có cái ý nghĩa tương tự là một ngày đâu đó những cái ứng dụng defi này sẽ nguội đi cái phần thưởng sẽ trở lại như bình thường những cái đồng mà mọi người đang lưu trữ sẽ không còn giá trị như là giá trị hiện tại và đây là những cái thông tin mà thường muốn đem đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay các bạn nghĩ sao về những gì mà thường mới vừa chia sẻ hãy comment ở phía dưới video này và nếu như mà các bạn muốn nhận được những thông tin mới nhất thì các bạn có thể bấm vào cái link ở phía dưới video này để các bạn tìm thấy những cái thông tin chính thức liên quan tới link Telegram, Facebook và Twitter cũng như là các bạn bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thùng Capital nếu như bạn là một trader các bạn có thể tham gia vào sàn NAPX tham gia thông qua link của Thùng Capital các bạn có thể điền đơn đi vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tín hiệu trade miễn phí hay là các bạn có thể tham gia vào sàn Binance tham gia vào sàn Binance thông qua link của thùng Capital các bạn sẽ được giảm 20% phí giao dịch mãi mãi khi các bạn bấm vào thì các bạn hãy lưu ý là các bạn thấy ở phía dưới này sẽ đẩy là kickback là 20% có nghĩa là các bạn sẽ được giảm 20% phí giao dịch và các bạn có thể tham gia vào những sàn như là sàn Margin Bybit, sàn Coinbase, sàn Remitano và ứng dụng BlockFi đương nhiên các bạn thấy là tham gia vào giao dịch crypto thì có nguy hiểm cao cho nên chỉ phù hợp như, như mà nào mà chấp nhận nguy hiểm cao và những mà nào mà tham gia vào trading margin thì nguy hiểm lại càng cao hơn. Và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.